con mực con măng ơi là bạn mình ơi. Ta xuôi dòng Lam Giang đi thăm đình Hội Thông, về lại Tiền Biên với Tráng Kiều Nguyễn Du, về làng Uy Viện nghe hát ca trù. Người ơi, dù có đi mô, dù xa ngàn vạn dặm, vẫn nhớ gọi nhau về đất mẹ Nghi Xuân. Vây vùng dòng Lam, nơi bền sông xưa, ta cùng nhau hò hẹn, ăn chiếc bánh đa vừng, uống bát nước chè xanh. Ơi quê hương tôi, chán chưa nhiệt tình, đất mẹ mình ơi. Giáng đinh chiều về gió lồng, ngọt dòng đó đưa đêm trăng hạt bồi, ngắm khúc chèo kiều tình người quê tôi. Nghi Xuân ơi, quê mình ơi, sông biển xanh Xuân Thanh gọi bạn, ngắm thuyền vào lòng con mực con măng ơi là bạn mình. Về đi em, về lại Lam Giang, con sông quê nối hai đầu nỗi nhớ. Bên mi chờ, bên tê đời, đôi bờ chung một dòng trôi. Nước Lam Giang hoa từng giọt mồ hôi, chờ cả đời mẹ cha lam lũ, như cánh vạc hoài đêm không ngủ, chớ vơ bay nơi ấy chân trời. Ai còng lưng gom từng hạt phù sa, khơi nguồn sống trong những chiều hà mát, cho ta lớn lên nước trôi bèo dạt. Nhọc nhằn con nước mùa sông, ta trở về tìm bến đá râu phong, nơi bề đứng cho đời ta lớn dậy. Lam Giang ơi không bao giờ ngừng chảy, như hồn ta mãi hóa theo dòng. Về đi em, về lại Lam Giang, con sóng lao sao thức lòng trăn trở. Chạy đi sông ơi, ta xin mang nợ, đặt trái tim mình giữa dòng chảy mênh mông. Chạy đi sông ơi, ta xin mang nợ, đặt trái tim mình giữa dòng chảy.
ẩn. Câu đời câu chờ cánh vòng mẹ ru, hơi câu hát sâu đậm như lòng mẹ, sống như người chung thủy thế ngàn sâu. Not
trời, điệu ví sông đầm sâu, lên thác xuống gành, nuôi chỉ lời bay xa. Anh mang theo bao lời thề ước hẹn, câu ví sông chìm sâu dưới sông Lam, phơi khô trong câu ca ân tình mộc mạc.
sao diêu ngân nghe câu ví dần thương đang diêu dạt đêm trăng. Sông xanh vẫn dạt dào mong nhớ, sông sông quê ngân cũng đàn điệu nhạc hát ru tình ta năm tháng đợi chờ nhau, sao diêu ngân nghe câu ví dần thương đang diêu dạt đêm trăng, bao đắng cay vui buồn một thuở về lại với nhau trong khói lam chiều, vương vấn sao diêu ngân trưa hành gầy.
lại tuổi thơ vẫn thấy mơ vơ vì không còn mẹ, cho dù mái tóc con điểm sương cuộc ngỡ đời. Sóng sau sóng sau đôi bờ, đường lao gợi nhớ ngày xưa, chân chân mẹ bước nắng trưa hanh gầy. Mẹ ơi, con đã về đây. Sớm chiều Hà Tĩnh linh ơi,
nào muốn chia xa nắng lòng câu vi đi xa cũng nhớ về ngày chia xa nơi bến giang đình ngàn hồng nghiêng soi câu thơ kiều mị non đây đó câu vì dằm mẹ ru ngàn năm nhớ một thời rằng câu ca gừng cay muối mặn đây với bền đục hàng ngày nắng sông La chiều hè vì vút sao diều vòng ngân trong gió điệu ví đo đưa câu dằm mẹ ru ơi quê hương lời ca ra diết dần mà thương thương mà dần trong sớm chiều
ngày xưa xa rồi, sông mang bao niềm nhớ những kiếp người xa xôi. Con sông tuổi thơ tôi nhớ ngày xưa lên đường, mẹ tiễn cha xuống thuyền, rưng rưng dòng lệ rơi. Sông vỗ về trăng nghiêng say ngọn gió, tiếng sao ai lạ lơi. Trôi đi hỡi sông ơi, chiếc thuyền tôi bé nhỏ chưa khát khao mong chờ theo sông về
ngài ngồi chi mà anh nọ về, hay là vì quê em nghèo đói, hay anh che em vùng về câu nói đất Thanh Chương nhục mặn chúa ca. Chắc có lẽ rửa mà anh che, chắc có lẽ rửa mà anh nọ về. Dù cách xa bấy lâu em vẫn chờ, như sông răng bốn mùa con nữ. Nhớ thương nhau bao giờ mà ngồi đường, yêu quê mình chung sức dựng xây. Những nhà máy, những công trường mọc lên trên khắp quê nhà. Đồng ba mươi rợp cờ Xô Viết, tự hào biết mấy những tên làng, tên núi, tên sông. Đất ngàn năm tấm gương soi, làm ăn mới đã mở những chân đời khi xưa nghèo đói. Anh ra đi vẫn nghĩ hoài câu nói đất Thanh Chương nhục mặn chúa ca. Đất có nghĩa với người đi xa, đất nặng nghĩa tình quê nhà. Đồng thâm canh bấy lâu ni được mua, xưa chỉ còn trong ký ức. Đất Thanh lá đêm về tràn ánh điện, những công trình ra sức dựng xây. Bao trai gái tiếp bước lên đường, viết nên trang sử anh hùng. Tiếng quê hương mặn mà yêu thương, người đi xa nhớ về quê mẹ Thanh Chương. Đất ngàn năm tấm gương soi, được nó ấm đã mở những chân chịu cảnh long đông, biển gồng mình qua bao mùa
nhọc nhằn điểm tựa câu thơ. Mảnh đất địa linh vàng bản hùng ca, em lớn lên từ đôi sông chưa mẹ, sông La trong xanh ôm bờ cát trắng, đẹp câu kiều trong trang sách nguyện du. Sông Rì Gào cũng đã thông ru, thơ công chứ câu ca trù thắm mãi. Quê em đẹp câu hò điệu vi, những bài ca năm tháng vẫn cho nghi ngờ. Với làng cổ Đàm người ơi, dân quê tôi thâm sâu hồn đất, xuống bể lên rừng mò mùa bắt ốc, ai mô xa vẫn nhớ bên Giang đi. Em yêu quê như bên rượu bên tình, má hồng xoay cuộc đời thêm nồng ấm. Thank you.
rằng là thương mà nhớ. Từ trong ca dao đường vô xứ nghề, nét đẹp quê mình trong điệu vĩ câu ca vẫn còn mãi đây. Một xứ nghề đang học, một xứ nghề nên ca. Vẫn đi về lối cũ.
đục trong nhục phim hơi câu đó đưa thầm gọi tôi ghé về tuổi thơ vầng trăng nó ngơ ngác theo tôi đi chân trần cây đến khi trổ hoa chuyến đò đầy rơi bên em hát sang đến em lấy chồng năm ấy trong vành nỗi xứ nghệ uống nước dòng làm từ thuở ấu thơ
dịu ngọt. Mẹ sinh ra em để em hát giọng đỏ đưa, câu hát yêu thương đưa em về trong nỗi nhớ. Nỗi nhớ sao mà xa dễ thế, ơi câu ca chỉ nhớ mãi thương, nghe ngọt ngào hương tỏa đầy vời. Dù đi đâu hay về đâu, một điều vì thương nỗi khoảng trời xa cách, lời em hát nỗi niềm mai mà người ơi nghe câu vì dặm, nghĩa dài trăm năm cũng hát quê nhà. Dù đi đâu hay về đâu, núi hôm cứ gọi sông dân ca vì dặm. Giọt sữa chắt chiu khoai sắn dưa ca, cho con lớn lên tháng ngày đằng đằng. Qua nâng bước đi xa, sinh ra câu hò điều ví, sông Lam núi Hồng cảnh đẹp như tranh. Con chưa về để dằm thương dằm nhớ, để ví đo đưa trên sông nước bồi hồi. Giọt mồ hôi ướt vai chặt mặn, vất vả nhọc nhằn vần câu hát ngân nga. Gió lao vòng cạn bao thắm đâm hồn quê sông núi, nên vì dặm rồi càng nhiều tấm lòng nhau. Ở nơi xa con chưa kịp về, nơi quê nhà vinh danh vì dặm, nghe tiếng à ơi như lời mẹ hát cho vì dặm quê mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thanh, nơi sinh ra câu hò điều ví, sông Lam núi Hồng cảnh đẹp như tranh. Con chưa về để dằm thương dằm nhớ, để ví đo đưa trên sông nước bồi hồi, giọt mồ hôi ngược vai chặt mặn, vất vả nhọc nhằn vần câu hát ngân nga. Có phải quê nghèo gừng cay muối mặn, câu hát nằm nghiêng gió lao bồng cạn, bao thâm đậm hồn quê sông núi, nên vì dằm rồi càng nhiều tấm lòng nhớ. Oh,
chớm nở bên những cây trầu dịu ngọt một mùa trăng.
chan chan. Có nơi mô như người quê ta, thương nhau quả cả cũng chia làm ba. Yêu nhau em gửi qua câu dân ca, sông Lam có cạn núi Hồng hết cây, thì em vẫn ngỏ hết tình. Về Hà Tình người ơi, về trong nao nao những ngày xa cách, về trong xôn xao cánh đồng mùa gặt, em ngừng tay đón.
chợt nhớ quê hương. Nghe em hát dân ca xứ Nghệ, câu hát ru như một thời thuở bé, đưa ta về bên bài tuổi thơ. Đất quê mình con nghèo lắm người ơi, sao điều ví cứ nặng tình đến thế, nao nao lòng đứa con ở thành công trong xã hội. Và đấy còn một thứ hai nữa là một đồng lương không đủ giải lang. Khi nhắc đến đồng lương các vị quê hương thì với một cái nguyên liệu rất đơn giản đó là chuối, thì hầu như ở quê hương nhà cũng có, nhưng được kết hợp với những cái hương vị của nhà hàng, với những cái thì có để nâng cao cái tâm trạng của anh em vừa hồi thí cũng như giao lưu với anh em, thì có ai món như vậy thể hiện tình quê hương mà cái này rồi. Cái đấy em cái này ném được đi. Dạ. Ai là rất chuyện chuyện em bên mới xây. Không có món nó khách. Tất nhiên là phần đề qua năm thì chủ đề của đội mình thực thi ở đây là đấm thơm trong những cây lan cả, thì ngay cả tên gọi cũng thấy rất cái ý nghĩa của món ăn này, và đến những sự tinh chất ở trong bữa ăn thì món này nằm ở điểm thứ hai vì nó đủ để có thể làm cho khách hàng của mình yên tâm bước vào một bữa ăn, và đầu bếp sẽ chế biến một món ăn thực thượng. Chuối em xử lý chuối ở đây các bạn chọn là chuối hồn. Phần hoa chuối các bạn xử lý như thế nào? Cái hoa chuối này thì em mua về em toàn sử dụng tay ạ, ngâm với nước chanh với nước đá để cho nó tạo độ trắng và độ giòn đấy, sau mình rửa sạch đấy. Đến bây giờ thì hoa chuối vẫn sạch được độ giòn. Vâng. Còn đậu giá này là của nhà em từ ủ đấy, nhà hàng em từ ủ đấy, còn đậu sạch từ con quê xuống đấy. Vâng. Từ ủ cả đấy ạ. Sẽ phải cảm quan về mặt vị, thì đối với tất cả các món lộn, đặc biệt là những món lộn sử dụng những nguyên liệu để cái anh ăn ăn rồi thì để đó nó cho phục vụ lên đấy, ngọt dịu và cho cái độ mặn, thì các thứ bậc của hạng mục món lộn của mình bên mình là có chăng thì em sử dụng giấm, em điều tiết lại giấm một chút, nghĩa là trong công thức tỷ lệ pha giấm biết là mình sẽ sử dụng giấm để không có độ, không có độ đắng của chanh trong thời gian, thế là em phối một chút với lại chanh vàng. Món này thì có thể tùy theo cố kiện gì ăn, nếu mà cảm thấy nhạt có thì ở đây của em có chuẩn bị hai loại nước chấm, thì tôi cần nước chấm
ớt, gừng, tỏi. Với đây là nước xì dầu ạ. Không, đây là cá tròn này. Cái bản đầu tiên mà bên giới thiệu làm kiểu là không nghĩa là mình like cái kiểu đấy. Bởi vì ở đây cái nguyên liệu là nguyên liệu cá chép, và những cái ở đây mình không phải là mình bây giờ món ăn nó không phải là theo cái quy chuẩn của món Hồng Kông. Đây là em pha tạp, bởi vì ở đây em dùng toàn là đồ nước tương chẳng hạn này, giờ xì dầu kêu man này, đấy những cái đồ đấy, và tất cả những cái nước sốt này là em hầm củ quả để tạo nên cái món ăn ngọt thanh của củ quả, để tạo nên những không phải là dùng mì chính hạt nêm như kiểu dân kiểu mình đấy mình nấu đây. Cũng nghĩa là những cái nước sốt này em sẽ ngâm hầm củ quả hết để tạo nên cái vị ngọt thanh của nó, chứ không phải là gia vị. Như thế thì trong cái bài giới thiệu của mình sẽ phải nói là cá chép Hồng Kông có lai, bởi vì bản chất của món cá chép Hồng Kông nó không sử dụng mắm. Cái này là cá cho khách. Cái này cá, dòng cá này nó cực giòn, da rất ngon. Nó không có cái kiểu đấy. Còn cái này thì em không hấp trực tiếp nữa, vì cái này nó nóng này. Chúng ta những em làm nhà hàng cái này sẽ bắn nóng lên, cái lò nó bắn nóng lên. Cái này nước nóng lên nó để giữ độ nóng cho cái này nó không bị cạn cái nước, nó không sốt của mình, nó sẽ không bị mặn. Và nó không bị ảnh hưởng đến độ chín tới con cá. Để nước ngọt trong đấy. Thì em đang làm cái kiểu mới này là làm cái kiểu cá. Hầu như các nhà hàng thì phải dùng bình trực tiếp này, nó nếu nhân viên không chuẩn đấy nó sẽ tăng độ lửa lên một tí thì nó sẽ khét, nó mất độ ngon cá. Trong hai món hôm bàn thì mình đánh giá cao món cá hôm nay là cái cá hôm nay cá tươi nên hợp nên có độ ngọt tự nhiên này. Chặt giòn nhưng mà ăn rất giòn, cái vị của nó rất thanh ngọt, cảm giác ngọt. Những cái phần món nôm nó mình ngọt thì mình cảm giác mà nếm tôn thêm một tí số thêm cảm giác này nó còn em sợ mặn đấy, tại em chọn nhanh quá. Các bạn phải thử trước khi mình cho ra đây này, để nhưng mà như hai món này thì những cái bạn hôm nay thì món này thì mình cảm giác nó thế nào. Này là em cũng cái món ăn này là em có làm cái nước sốt bên kia lúc nào nó ăn ấy, thì mình dội những cái đá lên. Cái này là lúc nãy mà cảm quan nó hơi vội, chờ ban giám khảo chờ đấy một tí thì em cũng chưa được tiền một tay. Em cảm ơn nha. Cái nước sốt này đấy, nước sốt nguyên bản của nó đấy ạ. Cái đấy có thể nó có nước sốt nguyên bản này. Nó chủ yếu trong nước cốt này là em toàn dùng chanh, quất, cái giấm nó ít thôi. Đó là đấy em điểm phạt tình hình. Chủ yếu là quất hay chanh. Cái giấm em đang dùng là giấm lên tên. Vâng, xử lý rất ít thôi, cái này em chỉ xử lý rất ít thôi. Để cân bằng cái vị đấy. Em không dùng nhiều. Vâng, chủ yếu vẫn là quất. Quất. Ôi, cái đều đẹp đấy. Xong nè. Lúc em làm xong rồi ấy, nhưng mà để bây giờ nó mưa nó mưa đấy mọi người.
xếp lại nước kia bán không đấy bán có lắp cắn à. Thay mặt cho ban giám khảo xin đánh giá. Thế là bạn hôm nay dự thi hai món, thứ nhất là món cá hôi thuộc bò lo thuộc cá hôi thuộc chanh bơ chanh. Món thứ hai là món sét tôm kiêu kính giá chúng anh này. Thì phần món salad này thì đấy là hôm nay là vì trong cuộc thi này thì bạn mà bỏ lành được cái phần salad này không trong bạn bỏ bạn đại đấy. Xong là mình bỏ cái điện lên đến thì là cái đồ lành cái này làm những hoa quả làm những tất cả con này, con trứng vô đây làm gì nhắn có thể có hơn rất nhiều là có để nóng này mình thử cái cảm giác nó không tiêu lắm cái thứ nhất chuột từ tán chảy phần thứ hai là phần cá hôi bò lo thứ nhất là cái phần được chuột của bạn rất ngon chua ngọt vừa đồ mặn vừa nhưng mà cái giống này là phần cá của bạn ấp chảo quá chín cảm giác cá nó rất khốn thực tế mà ấp hoàn thực tế mà à đúng rồi thì đó là các bạn để lâu nữa nhưng mà các bạn làm cái miếng cá nó độ chín nó vừa lại thì là món này của bạn tuyệt vời. Hai món ạ. Cá hôi bỏ lo à? Cái này gọi là món ở phần ở gian hàng của bạn thì mình thấy cái nội dung của bạn rất chi là công phu nhất là hình thể của bạn rất đẹp. Là cái món ăn của bạn tăng tính đến so với những gian hàng thì mình của bạn. Nhưng mà nếu như mọi người nếu muốn ăn cái này nó chuẩn thì mình phải ăn thêm với một chút salad này để nó cân lại vì để nó chuẩn được. Tôi chỉ hỏi là trong cái sốt này để cân bằng cái vị chua này không? Đường ạ, đường và dầu lưu. Cái nước sốt này thì bản thân em đánh là đường, dầu ô liu và nước cốt chanh tây nhau. Đây là ý kiến riêng, kinh nghiệm của chị nhé. Em đề thử lấy chung muối, rang vàng lên, lên. Đúng sôi lên, rang lên. Tất nhiên là không có muối mà chị. Không, là nước muối rang vàng nấu lên, chứ không phải là muối trắng bỏ vào. Để xem cái vị nó. Nước muối ạ. Muối rang vàng lên, nấu sôi lên, dùng cái nước đó rang. Thì khác thì so với muối trắng mình bỏ vào độ sống. Là mình dùng muối rang vàng chứ không phải là dùng cái nước. Không dùng muối trắng. Em thử xem. Vâng ạ. Vì hắn gần với giả chế biến thử thương ở đây. Và trong khai chế hay dùng ở đây để giảm lại cái đồ của nguyên bản ở đây. Phân khoai tây nghiên của bạn là cảm giác nó hơi nhạt mà thiếu béo, thiếu bơ, thiếu bơ. Vì là cái phần khoai tây này các bạn khi luộc xong ấy, khi luộc các bạn bỏ muối vào thì cái phần khoai tây nó không phải bỏ muối vào để cho nó đậm cái khoai tây đấy. Sau khi các bạn chà để lấy cái phần này các bạn trộn với bơ về kém tươi thì là nó có béo hơn một tí nữa thì là thành ngon hơn cái phần các bạn này. Trong cái bơ này bạn bỏ kem đúng không? Có ạ, có bỏ kem. Bạn bỏ kem vào giai đoạn nào? Nên là khi mình gần được thì mình mới bỏ kem vào. Vì là nhiệt độ cao thì kém bị tách ra lắm. Dạ. Bơ là kem, nó rất dễ là tách thì em sẽ bỏ kem vào. Em hàm cái nhiệt xuống, tắt đi khoảng tầm 2-3 phút, đó thì kem. Hôm nay đồ thí của bạn rất tốt, chúc mừng các bạn. Dạ, em cảm ơn. Chúc mừng Phú Minh ra nhé.
Bếp trưởng thứ ngoài Hà Nội về tả tháng bán bánh chèo. Em hỏi qua ra lúa mà thấy anh ăn nhiều quá. Đi mà một năm trăm khảo. Để anh em có làm ăn được không? Các bạn ơi. Ông đừng hô mình đắt, đừng kể trước mắt nha. Anh ơi anh. Đây đây. Còn đây đây cây này là nhãn lòng. Đây đây là một cái này đằng kia đây. Đó là cái này là anh niệm như được niệm. Rồi đúng rồi. Bạn có thể giới thiệu quá con bỏ ăn rồi hôm nay không nhận được. À thưa ban giám khảo với toàn thể quý vị. Hôm nay nhà sĩ hướng đến với chương trình hội thi ẩm thực kỷ niệm 550 năm ngày thành lập huyện. Thì hôm nay là có hai món chủ đạo. Thứ nhất là món gỏi cá trích. Thứ hai là món tôm tịt trần bé. Đầu tiên thì tôi xin giới thiệu qua về món gỏi cá trích. Cá trích thì được lấy nguyên chất từ biển. Vì là gỏi cho nên là cá phải đặc biệt tươi, phải tươi sống thì người ta mới làm được gỏi. Cho nên là tuy là vì ngoài gỏi ra thì còn nhiều nguyên liệu để làm gỏi như là cá đục rồi các loại cá khác, nhưng mà cá tích thì đặc biệt nó hơi khổ hơn là vì là phải cái mình phải lực vay ấy, làm vay với cá tích thì nó có xương nhiều ấy, thì cho nên là mình trong cái lực thì mình lấy phải có một cái lực thì mình phải cắt bỏ cái phần xương đi nữa, cho nên là công đoạn rất là cầu kỳ. Thì thứ hai nữa là cái giá vị ăn kèm với ngoài cá tích thì nó giữ được nguyên bản của cái cá là vì nó chỉ có ướp qua chanh tỏi với một số gia vị khác như là để tăng thêm cái tính cho cái tính trung hòa chua ngọt ngọt cho một cá là ngoài nó có ngoài cái dừa là cục dừa ấy. Thì ăn đi ăn kèm với gọi là rất là nhiều loại rau, rất là không cùng, thứ nhất là nhiều rau đinh lăng với rau là xoài non rồi các giá vị các kể cả như là bữa nói chung là những cái rau mà cũng rất là phổ biến và cũng rất là tốt sức khỏe cũng được cả thương mại đấy. Còn món này là món tôm thịt răng me. Tôm thịt răng me thì nguyên liệu cũng rất nói chung rất đơn giản. Thứ nhất là mình luộc qua rồi bắt đầu lúc là ta phải cắt hai bên xong rồi ta lại phải chiên cho giòn ra bát rồi cái lửa để ta lại chế biến khi tỏi lên tỏi ướt lên thì bắt đầu cái lửa để ta về bỏ tôm thịt và nguyên liệu như mè cho bạn về một đường mì chính và một cánh và nem để nướng để mà tôm thịt răng mè cũng phải là tròn như có thật chắc để mình làm được để vẫn những con nó ộp để mình cắt rẻ nát ấy. Đây là hai món chủ đạo của mình không? Thứ nhất là mình xin đánh giá cái phần món gỏi cá trích này. Cái món gỏi cá trích này là xuất phát từ Phú Quốc. Như là Phú Quốc là cái nơi nối của phát triển gỏi cá trích này. Còn cái thứ hai nữa là cái phần quan trọng của gỏi cá trích này là phần nước chấm đây này. Đang quay. Còn thì là thành công của gỏi cá trích hôm nay bạn làm nước chấm chất đạt. Thứ nhất là quá loãng. Khi mình chấm vào thì không vì không ngoài được. Các bạn phải phá cái tỷ lệ nước cho cái mặn ngọt thật đều. Trong quay đây là cái phần lạc mình phải cho vào thẳng trong nước, bỏ vào máy xay tinh tố để xay lại. Khi mình chấm cái phần này nó quyện vào cái phần này này thì cảm giác nó rất thơm. Mà các bạn nếu muốn ngon hơn nữa thì các bạn cho vào bơ lạc cái phần bơ mà chế xuất từ lạc ấy vào đấy, mình cộng với cái lạc mình xay lên thì nó lại để đảm bảo là các bạn là ngon hơn rất nhiều. Hôm nay các bạn là làm cái này không ngấm nữa, quá nhạt. Cái thứ hai là các bạn bỏ nhiều xoài về dừa trong đây này đấy, cái phần này nhạt các bạn khi cắm vào thì cảm giác nó chua quá. Đúng không? Chứ nổi được cái vị cá mà đây chỉ là mỗi lần nổi một vị chua của tất cả nguyên liệu tới của các bạn. Nếu các bạn mà trong này mà chỉnh sửa lại cái phần được sốt này thì đảm bảo các bạn làm món này ngon. Còn phần món thứ hai là món tôm sốt mé. Cái dòng sốt mé các bạn muốn làm cho ngon thì cái phần sốt mé các bạn phải nhiều hơn một tí mà sạch hơn một tí mà vì nổi hẳn vị chua ngọt đều đấy. Thì nhận đây là các bạn chứ hay như là cái phần mé của bạn làm quá ít thế nó cảm giác chết nổi được cái phần vị của bạn lên. Cái thứ hai là được sốt các bạn muốn được ngấm vào phần mé thì phần cá thì phần tôm ấy các bạn phải nó sánh này không thì
khi các bạn đánh trong sốt với các bạn sốt cũng có thể là các bạn sốt một cái bột đá hoặc bột nắng gì đấy, Việt Nam mình sốt nó sạch hơn, màu nó đẹp hơn thì các bạn nhiều nên đến là đảm bảo các bạn là không sốt mẹ các bạn không? Chắc nổi được cái gì sốt của mẹ, mấy là khi trong quá trình chỉnh thì mình chưa đảm bảo được cái vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh trong cái chỉnh gì đấy, do các bạn bay tất cả đồ đón kem nhưng mà các bạn sử dụng để lô sổng chứ chỉ trên bàn luôn là cách bảo quản thì cái xoài dưa để chúng ta làm nồm thì quy trình để đảm bảo như cái này mà bạn có trình bày á, một cái đặc điểm của nó là khá nhiều sự răng và phần vảy của nó là nhiều, nhưng mà trong một miếng ăn của ban giám khảo là hai cái vảy đó còn dư, đây là cái phần sơ chế đang bị lỗi. Nhìn cái này lúc này mới vào nhìn là sẽ biến kia để kiểm tra xem không vậy. Màu sắc của cái món này, cái tiêu chí đánh giá của món ăn ta vẫn hay xét là sắc hương vị, màu sắc rất quan trọng. Đặc điểm của me, cái màu của nó rất đậm, tôm tít, màu của nó lại còn đậm hơn nữa. Do vậy bạn sẽ cần phải can thiệp màu sắc vào. Và theo ý kiến chủ quan của ban giám khảo thì các bạn nên can thiệp bằng những màu sắc nổi bật. Phối vào đây các bạn có thể sử dụng là màu của hạt điều trưng cộng với màu của tương ớt trưng thì mới ra được màu đẹp của sản phẩm. Vâng, chúc dạ, cảm ơn bác giám khảo. Cảm ơn nhé. Cảm ơn cả đôi. Ơi, ăn thôi. Mình thế, mình ăn thôi. Anh ơi, lưu ý là toàn bộ thành phẩm này giữ nguyên nhé. Giữ nguyên. Không được đồ và chưa được ăn, nó mới giữ nguyên. Không cho ta vào. Đơn mà đây. Kho cho nó xem bên này xem. Trong cái trong bộ lo không ngoài nó còn lo nó sẽ đi tới để các bạn được nhiệt thì vui chúng hôm nay nó sẽ mang được bạn ăn được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chị đưa nó đề nào đó. Ở chỗ đây chị. Chị đưa nó đề. Đề nó của cánh... Đây là cánh... cánh cánh nhỏ. À cánh... Cánh 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 cánh. Nói về thứ nhất là cơm nếu ấy, thì là thứ nhất là các bạn phải khi nấu cơm nếu là đừng có lo, thì là cái nhiệt độ của lo nó làm cho toàn bộ phần cơm nếu này nó sẽ dài, thì là khi ăn các bạn có thể ăn được cái phần chảy cơm nếu ăn kem không quen. Và thứ hai là phần cơm nếu các bạn muốn ngon các bạn cho nước cốt dừa vào. Khi nấu các bạn có thể là cho lá dừa vào cái phần phía dưới cái nồi ấy, thì các bạn mở chỉ cần các bạn mở cái vúng này ra đấy thì các bạn thơm phừng thơm lưng lên một cái là ô cơm nếu rất ngon. Như hôm nay các bạn khi mở ra thì tôi thấy mùi này là mùi kẹt của gạo giống mì mọc ấy, chứ không phải là mùi của cơm nếu. Tất cả đặc trưng của cơm nếu là các bạn phải chảy xém vào tất cả mặt này nên mới đạt được độ ngon của cơm nếu. Cái này là nhiều giống cơm thương các bạn nấu sống các bạn cho vào đấy, gọi là rồi bỏ trong nếu các bạn gọi là cơm nếu. Nhưng mà trên nồi này là chứ gọi là cơm nếu trên nồi chứ đạt. Này hôm nay cũng có hai món của cá kho tàu sẽ có sự kết hợp giữa hai nguyên chính là cá và thịt. Cái phần thịt chúng ta ra bỏ vào đây là thịt ba chỉ, mục đích là chúng ta lấy mỡ ở cái phần thịt ba chỉ để làm phần cá của mình. Cho nên cái phần mỡ thịt ba chỉ phải tiết ra được. Khi mà tiết ra đúng thì cái thịt này nó phải leo lại một chút. Nhưng mà khi mà người ta bảo ăn cái phần thịt mỡ này, nó mỡ vẫn là không nhiều. Mỡ cá chưa đủ, mỡ thịt chưa đủ thời gian để ngập vào đây. Thứ hai nữa là cá chưa có độ sạch. Hầu như cái độ cứng ở phía ngoài là do cá rán mà thành, chứ chưa phải là do lửa thiêu để tạo nên độ cứng của cá. Thứ ba nữa là màu sắc của món cá kho tàu phải được phối bởi ba thứ. Và trong đó chủ đạo là hạt điều, hạt hăng ghế, hăng ghế ta hay nói, hăng ghế dừa. Có thêm pha tạp nữa và thêm màu của thêm một chút cái màu caramel, màu caramel là chủ đạo. Các bạn có chưa đạt đủ thời gian thì chúng ta món cá này các bạn muốn không ngon ấy, mà ngậm thì các bạn phải có tâm đến 40 phút thì các bạn mới đạt được cái món cá không tồn này ngon. Và thứ hai là các bạn sử dụng nhiều quá nhiều màu điều ấy thì là cảm giác lên cái điện ấy, thấy cho màu điều với dâu này. Nếu người ăn mà nhìn vào thì cảm giác nó không ngon. Các bạn phải kết hợp rằng là màu điều của những hàng vào nó ra này, qua màu cảnh trái có thời gian lâu là cái nước cá nó ráo thì người ta nó sệt lại cái cảm giác của người cá nó ngon rất nhiều. Hôm nay nói chung hôm nay thì những tổng quán thì mô hình của bạn làm đẹp, nhưng mà ít thì đạt tất cả mọi người giới thiệu với ban giám khảo, tôi là Phạm Thế Hùng, đầu bếp công ty cổ phần Sông Sơn Giang Đình, Lê Thanh Lượng cũng đầu bếp của công ty cổ phần Sông Sơn Giang Đình. Tôi giới thiệu đây là món nụ mốc phan mồi, một món đắm đảm bảo lúc nào phan hộp cũng không thể thiếu ở trong bữa ăn. Sau khi hoàng hậu tạ thế thì lại cho các thân ở trong cung kiều là sử dụng cái món ăn này, và sau này là thân truyền lại cho thế sau và bây giờ dân ta dùng món ăn này. Có thể là anh có thể cho cắt một miếng theo ra cảm giác đấy. Còn đây là món heo quay của heo đảo quay, lợn đảo thì nuôi như thế này, lớn như thế này thôi. Và quá chế biến của các đầu bếp
rất chuyên nghiệp thì đưa cái hương vị món ăn, đưa hương vị món ăn về cho quê hương, đảm bảo cái khẩu vị của vùng quê ta, đảm bảo món. Đến ẩm thực tinh hoa ẩm thực, làm những món ăn để thứ nhất học hỏi, thứ hai nữa để thu góp các khách đông được và ngoài được để họ thưởng thức những món ăn. Dù sao nữa thì tôi là làm ra nhà hàng đầu tiên, nói chung là rất vinh dự là nhà hàng tôi là có thương hiệu và cũng thu hút tất cả các khách trong nước và ngoài nước, đó là cái điều vinh dự của nhà hàng thôi. Thì hôm nay tìm chúc quý vị giám khảo thì những món ăn của tôi, thứ nhất là cá bù, là tôi là chọn cái cá bù là trong văn hóa ta là chim thu bù ngựa đấy, mà cái cá bù này là nằm ở cái tầng đồ lạnh thì nước rất là sạch chứ không phải là ở gần bờ đó. Thì ta là nói chung là bạn hải sản mới biết, cơ bản là hàng tươi, tươi thì con mực này tươi, dù sao điều chứng ơn, anh muốn làm thế nào, anh muốn phá chế thế nào cũng không thể là ngon được, đó là nhà hàng tôi 70 năm rồi. Còn cái dưa đây là nói chung là nhà là phải có biết người trồng, chứ không phải là mua là ngoài chợ về, nói chung là mua là biết người trồng, chứ người trồng mà không biết là họ phá chế cả cái cả đấy, cho nên là những cái bột mực đấy nhà hàng chúng tôi là bò xà nấu, cơ bản là chủ đề chính là hôm nay là bữa cơm ẩm thực của gia đình
đi dọn ra để sánh vai với các nhà bếp Long Hà Tĩnh ra. Thì hôm nay là rất cảm ơn các vị giám khảo là xem xét và để đồng góp góp ý để nhà hàng tôi trở thành dần dần là trở thành đóng khách, và nói chung là các hoàn cảnh thì hôm nay là xào mực lạ, rồi cả bù hấp dưa, rồi mực đây là nói chung là bổ kịp thêm đấy, cho nên là các bạn thưởng thức, rồi xin phép các bạn nhiều là từ nhà coi là từ nấu ngấm cả cái dược liệu là nói chung là bảo đảm sức khỏe, rồi xin phép các bạn thưởng thức con nước cái nước mặn đấy. Nói chung là gia đình là từ chế hỏi đấy. Thầy cho đơn giản là gì? Mực sao thì mực thì thứ người đẹp hơn. Đối với những cái giá phụ như anh thấy. Mai. Trương thử như là nó bởi gì đó. Sao thì tôi đã ngủ cấu mình nghe đi đây. Cái lợi thế của cái món ăn này nó là không tươi, vì tươi mà ngon và ngọt. Còn các cái gia vị hỗ trợ của các nguyên liệu phụ hầu như chưa phát huy được tác dụng. Ví dụ như dứa đang vẫn đang giữ cái độ chua đó. Muốn xử lý được dứa khi xào với món này thì ta cắt mỏng ra và ướp vào một chút đường để cái đường đó tách được toàn bộ cái phần nước dứa ra. Thì khi đó chúng ta xào thì vẫn giữ được độ giòn của dứa, nhưng đồng thời nước dứa đã tách ra có đường trung hòa lại vị, thì nó cho phần làm ngon hơn cái món ăn của mình. Còn cái phần bình thì cái phần trình bày món ăn của mình ấy thì là nó hơi nhiều quá đến có một tên đĩa cảm giác tên đĩa ăn. Thứ nhất là cái phần hôm nay là xả biển xả thuộc khách du lịch rất là đông, thế mình nên nào phải tính tế hơn một tí. Thứ nhất cái nguyên liệu chính của mình ấy thì nào là tầm khoảng 7% trong đó, 3% nguyên liệu phụ mình chỉ là hỗ trợ trong nguyên liệu chính có thể thôi. Thứ nhất là cái nguyên liệu phụ của mình quá nhiều làm cho cái món ăn của mình bị lỗi quá trong cái nguyên liệu của gia đình thôi. Đấy, nếu như sau này nhà hàng phát triển hơn nữa mà muốn có khách nhưng mà nó cảm giác sống trong và tự phát triển đẹp hơn nữa thì phải chỉnh chú lại một lần bình tĩnh giảm cái nguyên liệu và cái chất thải của mức thứ hai thì cũng cần phải là nhà hàng chất thải đẹp, phần mức chất thải đẹp nếu mà phần hành mình phần gia vị phụ là mình chất thải chỉ chuẩn nhưng mà đó các bạn, nào phân chứa này các bạn có một lọ phi dưới cá, cho cá đến thì phân cá nó nổi hẳn lên, cá lên nó đẹp, nhưng phân dưới này đủ các bạn rất tròn. Đấy là chứa từ làm đấy. Thôi dưới xin phép bán trong cao rồi, cho con thử thôi. Thử rồi. Cá hấp chưa đến độ chín, cho nên sự hấp độ nó tốt, không bị chai nào. Rất cảm ơn các bạn. Chỉ cần sao nhân phẩm chưa thử nhưng mà đánh giá quá phân cảm quá về phần anh bay rồi nhá. Thứ nhất là phần mực của mình ấy, ăn sao mình thải cái phần mực rất là đẹp. Dạ tại vì dạ dân già đó, là dân già rồi là cái mực một cái thứ hai là cái phân ca chua ở bàn sau quá nhiều nó phải đi phân nhiều cả nên là làm những phân mít của các bạn cảm giác là nó phải nhiều quá lúc đó vẫn là chúng các bạn sao mình bởi cái mau các bạn có thể ngăn để phân mít lại cái phân ca chua này chính là cái thứ hai là cái phân mít các bạn phải là phân mít là quá thì nó nhất là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hấp quá để giữ được cái vệ sinh của cái phần của mình.
Và thứ hai thì các bạn không hấp quá thì các bạn phải đón bằng bạc. Dạ, khi đó em bỏ nắm cơm suối trong này. Dạ, có chung chung quá nắm suối trong cái bỏ phân bỏ vô. Nhưng mà để đây thì là cái phân bông này nó được nó ít mới sạch bông này nó cho nó bỏ vô cái gì mà nó là nhạt nên nó cảm giác của hắn ngủ và bỏ vô tưới nên nó con thì chưa đạt lắm. Các bạn muốn làm đây là các bạn phải cho một ít thịt bì vào nó cái phân ra đây đảo đây đấy cho được nhiều hơn tí sảnh này vì các bạn phải ngon hơn. Còn phân cá này thì phân cá là chế hết cái phân cả là nguyên liệu chính của mình ấy, nó không nổi bật. Còn để có thể các bạn đang tìm một góc thôi, các bạn để phân cả đây cho nó nổi bật hẳn đi. Cái tốn vinh lực của nó là lên một cái tâm cả các bạn để nên nó cảm giác rơm ra và nhìn của nó một mẫu lồn đấy. Cái này là cái vì các bạn nấu rất ngon, nhưng mà chưa thể là tốn vinh lực của nó các bạn làm để nồi cho chặt. Hãy để cái màu xanh làm nền, màu vàng nổi bật và điểm xuống một chút màu đỏ nữa. Nếu chỗ hết cả khi sử dụng nghề ấy, mình sử dụng nghề tưới mà cũng khá thêm một tí mẻ. Mẻ có mẻ. Đấy là một cái chả cá nhé. Nhưng mình đồng ý với bạn thêm một tí để những các bạn muốn nói lời một hay nữa. Năm nhiều tẩy đấy, các bạn có thể là các chất xoài, dưa leo rồi ăn quấn kem với cải cái chấm không thể ngon hơn là các bạn quấn là tiền tố này. Mình đảm bảo với bạn như vậy. Mình quấn với cải ấy. Nhưng các bạn ăn sẽ là ngon hơn nhiều là các bạn quấn là tiền tố này. Cũng hợp lắm, là tiền tố này cũng hợp lắm. Thế tôn vinh được cái món ăn của bạn. Những vị của món ăn cũng nhìn một cái một tạm rất đẹp. Các bạn chỉ cần đáng thì tính để làm một chút. Lấy cái tẩy ăn của bạn đổi đi. Nó đổi đi các bạn nó cũng uống ăn các bạn chắc chắn. Chào em. Cảm ơn các bạn. Hãy chủ nhá. Em có phải gửi bánh không? Em phải gửi bánh. Nhà hàng rồi. Đây là một ăn dân gian chúng ạ. Đầu tiên là